đang thấy đau đâu. Đêm một ngày thì có một bữa cách đêm thấy 12 giờ. Mà sáng hôm sau nó có nó đi liền không? Có 12 giờ nó lên dưới vậy. Quay cái da bạn cái đi. Chờ chị tí. Đi đều nha, nó đang gom, mà em không đi cũng không được đâu nha. Đi đều vậy, để em đi đều. À mình đây. Không nhìn vô nha. Thích cười được không? Kiến gì? Chứ bình thường em không xài tẩy trang luôn hả? Chứ không chị. Để hôm nay mua, bữa trước em chưa mua. Ừ, mua tẩy trang về xài nha. Không phải là do dùng thuốc hay nó xài, nhưng mà kiểu da em nó dầu nhiều ấy. Em xài thì nó sẽ sạch hơn. Em chỉ có sự rửa mặt với dưỡng ẩm với đường đen thôi. Riêng chán nó hết, hết mụn rồi. Nhưng cái dây má nó vẫn còn nhiều thôi chứ. Cái má nó còn mụn viêm. Ừ, mà nó viêm nhiều chứ không biết. Nó hết mấy cái viêm mà nó là được rồi. Anh em còn quá trời luôn á. Là mấy cái viêm mà nó mới nổi đây luôn á hả? Mới, hơn tuần, gần, gần tuần. Hai bữa trước lấy về là bình thường là đúng không? Đúng rồi vậy. Không hiểu vì sao nó lại viêm này.
phi người lên siêu kia.
thằng bông khác đi em, bông mình nó cứng quá.
lớp lên trời ấy thì không chỉ trước đi trời. Bây giờ chưa hết nữa mà nó như vậy. Ừ.